nó cũng là một cái bệnh lý của ống nước mụn nước, nhưng mà đó là dạng mụn nước mọc thành chùm và phân bố theo đường dây thần kinh, tức là chỉ một bên cơ thể. Hôm qua mình có nói sơ sơ rồi nha, không vượt quá đường giữa của cơ thể nha. Bệnh hay gặp ở người già, người suy giảm miễn dịch, đặc biệt là người nhiễm HIV. HIV thì mình là một cái dấu ấn chỉ điểm rồi, là viêm gan hai bên á, mình không nói, nhưng mà bệnh thường gặp ở người già. Cái này theo mà thực tế lâm sàng á, thực ra là bệnh này gặp ở mọi lứa tuổi nha. Tại vì người già người ta thống kê liên quan đến các tình trạng mà miễn dịch á, miễn dịch kém, cho nên là nó sẽ bùng phát lên. Và bệnh zona nó có một cái liên kết với bệnh gì phải không? Bệnh thủy đậu, nó cùng là một virus nha. Hai bệnh này là nó có liên quan với nhau. Lúc đầu là phát bệnh thủy đậu, con virus này nè, herpes zoster này, là nó phát ra thành bệnh thủy đậu. Và sau đó nó sẽ bệnh thủy đậu, nó chỉ là mỗi người bị một lần trong đời thôi, nhưng mà virus này nó sẽ sống ẩn trong các dây thần kinh, trong cái hạch thần kinh của cơ thể mình. Và khi gặp điều kiện thuận lợi, con virus này nó sẽ phát tán ra và đi theo các đường hormone, nó sẽ gặp trong cái tim của mình, và đường hormone là đường dây thần kinh, nó tán ra ngoài da, gây ra tình trạng ôm nước. Và do cái đường hormone nó sẽ phân bố mỗi bên riêng lẻ và đi theo cái nhánh thần kinh nào, thì nó sẽ gây ra biểu hiện ngoài da ở cái đường dây thần kinh nó chi phối. Cho nên là trong đời người bệnh một lần thủy đậu thì sẽ không bị thủy đậu lần hai, nhưng mà có nguy cơ mắc bệnh zona. Cũng có người hỏi tại sao không bị thủy đậu mà lại trong đời mình chỉ bị mắc bệnh zona, có không? Có, tức là những người đó là đã có kháng thể thủy đậu rồi, tức là có thể là trong quá trình mang thai người mẹ đó mắc thủy đậu và có truyền kháng thể cho con, và con đó đã có hưởng cái kháng thể về thủy đậu rồi và có virus thủy đậu ở trong người của bé đó rồi, và khi trong quá trình lớn lên nó không bị thủy đậu nữa mà nó sẽ bị zona nghe. Đó là lý giải của nó nghe. Cái tên đầy đủ của nó là Wersicia zoster virus nghe, là một virus hướng da và thần kinh. Thì chỉ có hai cái này là mình đã biết chẩn đoán bệnh rồi nha. Nó là một bệnh lý bóng nước, viêm da bóng nước, giống như cái định nghĩa hồi nãy này, nhiễm trùng da mụn nước bóng nước tập trung thành đá. Và cái thứ hai là hướng da và thần kinh thì nó sẽ phân bố theo đường dây thần kinh nha. Mình chẩn đoán bệnh rất dễ dàng. Hôm qua mình chẩn đoán phân biệt với bệnh gì mà mấy bạn dễ nhầm á? Viêm da do cái gì? Viêm da do kiến ba khoang, do côn trùng, có một phỏng da do côn trùng á, do độc tố của côn trùng á. Đây, cái con này nó cũng chính là virus gây ra bệnh thủy đậu, cho nên là hai bệnh lý nhưng mà cùng một virus gây ra. Này, cái cơ chế lây bệnh gây bệnh của con zona này, lúc đầu là một bệnh nhân bị thủy đậu ha, sau khi lành bệnh thì các virus này nó sẽ ở ẩn vô các cái hạch thần kinh rồi, và khi gặp điều kiện thuận lợi về suy giảm miễn dịch hoặc là stress lâu ngày hoặc là sử dụng thuốc kháng nguyên gì lâu ngày gây suy giảm miễn dịch đó, thì các này nó sẽ giải phóng ra, các virus này giải phóng ra và đi theo các hạch thần kinh và ra ngoài tạo ra cái mụn nước, cái vùng da đó nha. Cái này là mô hình. Cho nên khi một bệnh nhân mà bị thủy đậu có nhất thiết bị zona không? Không. Trả lời con người, khi bệnh nhân bị thủy đậu rồi có nhất thiết bị zona không? Cho nên là tùy theo miễn dịch của người đó. Ví dụ như người ta đời ta bị thủy đậu rồi, ta sống vô tư, ta thoải mái, ta đầy đủ tiện nghi, ta không bị căng thẳng stress gì hết, thì con này nó cũng không có điều kiện gì để nó bùng phát ra thành bệnh zona. Chỉ có những người làm trong môi trường giống như là căng thẳng stress lâu dài hoặc là suy giảm miễn dịch thì đó là cơ hội để con này nó phóng thích ra, nó gây bệnh thôi. Còn một người là bị mắc thủy đậu nhưng mà
sau đó nó cũng không có điều kiện thuận lợi này thì nó cũng không gây ra bệnh viêm gan được nha. Đây là mô hình thôi, mô hình nãy giờ mình giải thích cơ chế nha. Cái đề mặt tôm nó không bố theo cái đường dây thần kinh của mình. Lý do là sao nó không muốn một bên cơ thể đó, tức là nó đi theo cái rễ thần kinh đó. Nay diễn thị tâm sàng của nó nhìn rất là đẹp, mụn nước mọc thành chùm trên nền hồng quang nha, cái hồng quang này thấy không? Cái này là cái mô hình phân bố theo đường dây thần kinh, rễ thần kinh phóng ra. Bệnh nhân lây không? Lây. Thủy đậu là lây rồi, lây qua hô hấp là chủ yếu, nhưng mà cái bệnh này vẫn lây tại vì nó là virus lây. Lây qua cái vết cái bóng nước này bể ra này, nó cũng chứa virus mình nó lây nha. Nên là khi mà một bệnh nhân bị này rồi thì nên khuyên là rũ quần áo hoặc là vệ sinh cho nó kỹ, mình hạn chế tiếp xúc trực tiếp nha, nó vẫn lây cho mình. Mụn nước bóng nước mọc thành chùm trên nền hồng quang, có kích thước to nhỏ không đều ha. Lúc đầu là nó là dịch lỏng màu trong, dịch trong, sau nó vài ngày hoặc vài giờ gì đó nó hóa đục, phân bố ở một bên cơ thể. Quan trọng nha, cái câu đó là phân bố ở một bên cơ thể. Kiểu chính quan trọng nữa là kèm ra rất nhiều. Nè, trong đây là kèm cho biết nhiều. Tất nhiên nó có ngứa đó, nhưng mà cái nhức nó rầm rộ quá, nó ngắt cái ngứa. Bệnh nhân chỉ có biết đau thôi chứ không biết ngứa. Đau do gì? Đau do gì? Cái con virus này nó tấn công vô mấy dây thần kinh này, nó gây viêm dây thần kinh. Và corticoid được sử dụng duy nhất trong điều trị một gọi là virus đó. Tại vì trong chỉ định của corticoid là gì? Là đối với những bệnh mà virus, đúng không? Nhưng mà giai đoạn cấp tính trong bệnh viêm gan vẫn cho phép sử dụng corticoid liều tháng ngày. Mục đích không phải điều trị viêm gan mà là điều trị viêm dây thần kinh. Nha, các bạn nhớ nghe, có thể đánh corticoid tháng ngày 3-5 ngày. Đặc biệt mà viêm gan vùng mắt, vùng mắt, một bên mắt nó gây đau đớn và sưng bụng mắt luôn. Cái đó là có chỉ định sử dụng corticoid càng sớm càng tốt. Cho nên vùng mắt rất đau, rất nhức, thậm chí nhìn mờ luôn. Giai đoạn này nên sử dụng corticoid sớm, giai đoạn sớm. Mục đích là điều trị viêm dây thần kinh, còn cái đặc trị của nó vẫn là kháng virus nha. Kháng virus trong 72 giờ đầu mới có tác dụng nha. Sau 72 giờ đầu không có tác dụng, tức là khoảng 3 ngày từ khi mới ửng hồng ban thôi, chưa có mụn nước bóng nước, thì các bạn nên liên hệ viện càng sớm càng tốt và đi điều trị đúng chuyên khoa trước 72 giờ đánh acyclovir. Acyclovir là thuốc kháng virus đó, là cái dễ mua và thông dụng nhất và đáp ứng cũng còn nhạy đó, trước 72 giờ. Kèm theo nếu mà vùng mắt thì sử dụng thêm corticoid. Này là vùng cổ, ở này là vùng chân. Nó xảy ra ở bất cứ vị trí nào nhưng mà một bên cơ thể thôi nha. Cái này có một cái di chứng là gì? Thẹo không quan trọng. Đau sau yoga rất dữ dội, đau mà thậm chí bệnh nhân mất ăn mất ngủ sụt ký vì cái đau này. Khi mà lúc lý do là do bệnh nhân điều trị không được sớm, gây viêm dây thần kinh nặng nề á, khó phục hồi á, và khi hết đau thì bệnh nhân có cảm giác giống như là tê rồi cho đó, hoặc là mất cảm giác cái vùng đó, đó là tình trạng viêm dây thần kinh nhiều nặng. Khi mà sử dụng corticoid đầu những ngày đầu á, sớm á, thì sẽ hạn chế tình trạng di chứng do đau cho bệnh nhân. Thì cận lâm sàng không quan trọng nha. Này ghi cho đúng là nhưng mà cận lâm sàng đối với bệnh viêm gan không quan trọng. Không ai mà đang đau nhất thì đi xin thiết rồi làm nghiệm pháp này đi đâu. Cái này là giống như để người ta nghiên cứu có đề tài gì đó thì có thể làm.
còn đây là chị chủ yếu là chẩn đoán bằng triệu chứng thôi, là thấy rõ ràng là không cần tới chẩn đoán hàng. Đây chẩn đoán phân biệt với cái do gì đây, viêm da tiếp xúc do côn trùng á, nó cũng là hồng ban nhưng mà nó không có bóng nước mụn nước rõ nha, nó nổi hồng ban xong tự nhiên nó là thành một đường một vệt màu cắt vậy, giống như phá mũ vậy, mà trong cái này nó phải là mụn nước trong, sau đó mấy giờ sau nó mới hóa đủ. Cái này chỉ có cảm giác đau rát thôi, nhẹ thôi, ngứa rát là chủ yếu, còn này là nhức luôn nha, đau thì nó nhẹ lắm, gọi là nhức luôn ha, triệu chứng nào dữ dội. Một cái dễ nhầm nữa đó là hẹp bét ở miệng, hẹp bét đó thì nó là mụn nước nhỏ dạng chùm nho, tức là nó nhỏ nha, và nó cũng ngứa rát thôi, và nó có tính chất tái phát đối với hẹp bét nha. Còn đối với như na là một lần duy nhất thì một lần thôi, cảm giác đau nhất là chủ yếu nha, cũng là mụn nước, nhưng mà ở từ ngõ miệng đó, thì nếu giai đoạn sớm mình cũng dễ nhầm với hẹp bét lắm, nhưng mà mình phải hỏi tiền sử có bị tái đi tái lại một lần hay không, nếu không thì và kèm theo triệu chứng đau nhất thì đó là do na giai đoạn sớm chưa có mụn nước nữa đó. Về nhà điều trị thì trong giai đoạn cấp thì mình vẫn đang mụn nước bóng nước thì mình vẫn sử dụng ưu tiên những cái dung dịch mà lỏng để nó hấp thu cái dịch đó lại, ví dụ như thuốc tiết pha lỏng nè, hoặc là cái sanvitilen cái thông dụng nha, hoặc là cái thuốc màu đỏ, elsin là màu đỏ nè, viên là màu xanh nha. Thuốc kháng còn cái này là acyclovir, toàn thân bắt buộc phải sử dụng, liều rất là cao nha, một ngày phải uống 5 lần và một lần là 800 mg. Nó có cái viên 400 mg hoặc là 200 mg. 400 mg có thể sử dụng cho bệnh thủy đậu, 200 mg sử dụng cho bệnh hẹp bét, nhưng mà đối với Yona là phải sử dụng 800 mg nha, ngày 5 lần. Hai bệnh kia cũng ngày 5 lần luôn nhưng mà liều sẽ thấp hơn và sử dụng trong vòng 7 đến 10 ngày. Liều trẻ em lúc nào cũng 20 mg một lần nha, mà nhân 4-5 lần trong ngày. Hay phải sử dụng trước 72 tiếng nha. Có những trường hợp zona ở một bên mặt mà nó gây mụn nước ở trong họng luôn nha, và nó kèm theo viêm đau tai, nó liệt bên nào thì nó gây sưng đau nhất lỗ tai bên nó, thường thì bất phỉ nhằm cho viêm ra giữa, nhưng mà thật ra là do mụn đau nhất do mụn gây ra, và nó gây mụn nước mà dao ở trong họng luôn, cùng một bên luôn nha, trong răng họng chưa biết đâu. Đây sao zona, cái này là thuốc điều trị động kinh, tức là chống động kinh hoặc trầm cảm, mình sử dụng được mục đích là hạn chế tình trạng nguyên nhân động kinh để liên với sao zona. Phòng ngừa những cơn đau nhất thì cái này phải nói rồi, tức là phải sử dụng kháng virus trong những giờ đầu, tức là trước 72 giờ, và cái đau nhất là giảm đau thần kinh thì bằng cái corticoid giai đoạn sớm thôi, nhưng mà đặc biệt với người lớn tuổi cố gắng là xài ít lại ngắn hạn, và nếu mà có tiền sử tiểu đường đau huyết áp thì nó cũng hạn chế sử dụng ha, cái này mình hỗ trợ thêm.